Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên, thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7562, 3162, 5993. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6286. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43616, 91135, 77360, 48557, 74166, 48099, 62355. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70853, 33236. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 29784. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58242. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 390264. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 390264.